Hôm nay thì em sẽ mang đến mở bát cho cái năm nay với một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Movado, một chiếc đồng hồ rất đẹp và mới. Chiếc này thì em vừa mới nhận được vào ngày 28 Tết, được ship hỏa tốc từ Sài Gòn để cho bạn là khách của chúng ta. Sau khi bán cho em ấy, thì bạn ấy đã sang Sài Gòn, đã sang Mỹ để ăn Tết, và đây sẽ là một chiếc mua chính ngạch tại thị trường Mỹ các bác nhé. Nó rất hiếm ở Việt Nam. Một chiếc đồng hồ rất đẹp, đây sẽ là một phiên bản Heritage mang cái tên là Salendopan S. Một chiếc đồng hồ khá là hiếm gặp ở Việt Nam, rất đẹp, thể thao, trẻ trung và khỏe khoắn. Và với một chiếc đồng hồ này thì các bác sẽ có thể kết hợp với rất là nhiều các trang phục khác nhau. Đặc biệt là các bác thích những chiếc đồng hồ thể thao mà mang hơi hướng vintage như này, đây là một phiên bản rất là phù hợp. Chiếc này chúng ta sẽ là một chiếc đồng hồ qua sử dụng tình trạng zin nguyên bản các bác nhé. Tình trạng độ mới cao và zin nguyên bản. Đó, vì là mang ở nước ngoài về không có hộp nên bên em với tất cả những chiếc đồng hồ chính hãng và qua sử dụng không có hộp sổ thì bên em sẽ tặng cho các bác một chiếc hộp gỗ như này. Đó, để các bác có thể bảo quản đồng hồ khi mà các bác không sử dụng nữa. Đó cũng là một trong những cái sự tri ân khách hàng của bên em để giúp các bác có những cái trải nghiệm nó trọn vẹn hơn khi mà sử dụng những chiếc đồng hồ qua sử dụng như này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến chi tiết với cái dòng sản phẩm ngày hôm nay. Chiếc này chúng ta sẽ là một chiếc automatic các bác nhé, mang trong mình cái bộ máy cơ tự động của Movado. Và chiếc này chúng ta sẽ mang đầy đủ tính năng là lên cót tự động, lên cót bằng tay cũng như là dừng kim giây khi chỉnh giờ. Khi mà em lên nó vài cót tay ấy, thì ngay lập tức đồng hồ sẽ hoạt động. Đó, rút núm ra, chúng ta sẽ có hai nấc. Nấc ngoài cùng như này là nấc chỉnh giờ. Khi mà các bác khởi động cái chức năng chỉnh giờ như này thì ngay lập tức kim giây sẽ đứng lại. Đó là tính năng hacking stop. Đó, còn ở phía trong này chúng ta sẽ có thể chỉnh ô lịch ngày như này. Đó, đóng vào trong một lần nữa để đảm bảo chống nước cho đồng hồ. Chiếc Movado này chúng ta sẽ có đường kính bề mặt là 43mm, nhưng với cái phần càng khá là gọn, càng rất là cụp, nên là các bác chỉ cần cổ tay khoảng 16 trở lên là đã có thể đeo đẹp chiếc đồng hồ này rồi. Một chiếc đồng hồ rất khỏe khoắn và nam tính, với toàn bộ thân của chiếc đồng hồ làm bằng thép không gỉ, sau đó được mạ màu đen, tạo ra một cái cảm giác cực kỳ khỏe khoắn và rất là manly, bụi bặm. Với một chiếc đồng hồ Calendopan S này, phiên bản Heritage này, thì hãng đã bán mới mức giá là hơn 40 triệu cơ. Đó, nhưng em đang có một chiếc qua sử dụng lướt zin chính hãng 100%, thì chiếc này em đang giao lưu mức giá chỉ có 16 triệu 500 nghìn thôi. Chúng ta sẽ được trang bị một lớp kính sapphire nguyên khối này và những cái chi tiết hoàn thiện rất là tốt trên bề mặt dial mà ngay bây giờ em đã giới thiệu với các bác. Góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo của Movado và dòng sản phẩm Calendopan S. Ở một chiếc đồng hồ vintage, nó có những cái chi tiết làm trên mặt số, nó là màu dạng xanh lá úa các bác nhé. Nó rất là vintage. Và đây chúng ta sẽ có dạng quang cả trên phần bezel lẫn những cái cọc số và bộ kim của chiếc đồng hồ này. Một cái thiết kế cực kỳ là nổi bật khi mà các bác sử dụng trên cổ tay. Chúng ta sẽ có các cọc số dạng bột biển và những cái gạch to rõ ràng như này, giúp các bác có thể dễ dàng xem giờ trong điều kiện thiếu sáng. Ô lịch ngày góc 3 giờ, bộ máy automatic và chuyện Swiss Made của một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Đó, khi mà các bác sử dụng chiếc đồng hồ này ở nơi điều kiện thiếu sáng thì dạ quang của chiếc đồng hồ rất sáng, rất đẹp. Đó, phần thiết kế của chiếc đồng hồ này, một thiết kế lộ đáy giúp cho các bác dễ dàng quan sát được bộ máy hoạt động của chiếc Movado này. Đây chính là bộ máy sử dụng trên nền tảng là SVK200, sử dụng 26 chân kính, hoạt động tần số động là 28.800 nhịp và mang lại khả năng tích có đến 38 giờ các bác nhé. Bộ máy được Movado mang về tinh chỉnh và căn chỉnh theo tiêu chuẩn của hãng, đảm bảo cái sự hoạt động bền bỉ, ổn định và chính xác của chiếc đồng hồ. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có cái dòng sản phẩm Heritage Story ở đây của Movado này, mã của sản phẩm, kính sapphire, Swiss Made, và chúng ta sẽ có cái năm ra đời của sản phẩm tại Thụy Sĩ là năm 1881. Đó, một cái thương hiệu đã có hơn 120 năm, hơn 130 năm phát triển các bác nhé. Và chúng ta sẽ có toàn thân là thép không gỉ và có khả năng chống nước khá là tốt cho chiếc đồng hồ này. Đi cùng với đồng hồ chúng ta sẽ có một bộ dây da bò màu nâu, bộ dây khá là mới, khá là vintage, và khóa cài zin của Movado. Toàn bộ phụ kiện cũng như là đồng hồ của chiếc đồng hồ này rất là mới các nhé. Đó, size 43 như các bác thấy là đeo trên cổ tay 15,5 như em, đeo vẫn rất là ok, không có bị quá to bởi vì thiết kế nó rất là gọn. Và đây là một chiếc đồng hồ mang cái phong thái là thể thao, khỏe khoắn và
trẻ trung đó. Các bác chỉ cần cổ tay khoảng 16 trở lên là đeo đã rất đẹp rồi. Dạng quang sáng, thiết kế đẹp, bộ máy ổn định, bền bỉ, chính xác cùng một thương hiệu lâu đời. Chỉ 16.500.000 để em giao lưu với các bác chiếc Movado Silendo Pan S này trong series là Heritage của Movado. Các bác quan tâm sản phẩm này có thể đến trực tiếp cửa hàng để lên tay trải nghiệm sản phẩm. Các bác ở xa không điều kiện đến và lên tay thì có thể liên hệ với em với số điện thoại ở phần mô tả hoặc trên góc phải màn hình. Cam kết chính hãng, hỗ trợ bảo hành và bảo hành đến tới 5 năm để các bác yên tâm sử dụng và trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.